Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn còn đang ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Từ sự đứt gãy gián đoạn của các chuỗi liên kết cung ứng, các doanh nghiệp đang phải cấu trúc thiết kế lại các kênh phân phối bán hàng của mình cho phù hợp. Hiện nay, việc khai thác công nghệ kết nối, các ứng dụng trực tuyến đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng rất hiệu quả. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong chương trình này. Trước hết là những thông tin từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Hội khuyến học Tổng công ty Cao su Đồng Nai vừa tổ chức lễ tuyên dương học sinh học giỏi sống tốt năm 2019-2020. Trong năm 2020 này, học sinh là con em công nhân cao su có thành tích xuất sắc trong học tập sẽ được khen thưởng với số tiền gần 250 triệu đồng từ nguồn của Tổng công ty hỗ trợ. Trong đó, cấp 1 có 448 em, cấp 2 273 em, cấp 3 có 97 em, sinh viên khá giỏi 14 em. Trong lễ tuyên dương, học sinh học giỏi sống tốt này, Hội khuyến học Tổng công ty trao 73 suất học bổng, tuyên dương học sinh giỏi cuối cấp là 101 em, đồng thời tuyên dương 24 em trúng tuyển đại học vào các trường công lập, với tổng kinh phí khen thưởng là 630 triệu đồng. Dù trong nhiều năm liên tục, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp khó khăn do giá mủ xuống thấp, nhưng quỹ khuyến học và mức hỗ trợ khen thưởng học sinh là con em công nhân cao su không hề giảm. Đây là nguồn động lực để người lao động yên tâm làm việc và cũng góp phần vun đắp cho thế hệ lao động mới của Cao su Đồng Nai. Với diện tích quản lý khai thác hơn 35.000 ha trải đều khắp trên 5 huyện và thành phố Long Khánh, Tổng công ty Cao su Đồng Nai có hệ sinh thái rừng trồng vô cùng đa dạng và đặc thù. Trong điều kiện sản phẩm đa phần là xuất khẩu, việc thực hiện các quy định, điều khoản quốc tế quản lý rừng bền vững là yếu tố then chốt để Tổng công ty nâng cao giá trị hàng hóa. Khi mà chúng ta phát triển bền vững thì về thị trường chúng ta sẽ có những cái tiếng nói với thị trường. Ví dụ như là các công ty, các đơn vị mua bán ở châu Âu thì họ sẽ quan tâm tới cái việc chúng ta bảo vệ môi trường, về xã hội. Thì khi đó những cái lợi ích nó mang lại dựa trên những cái giá bán, những cái doanh thu. Và chắc chắn là khi mà cái thương hiệu được nâng lên thì cái hiệu quả kinh tế nó sẽ đạt được. Đồng thời trong quá trình mà chúng ta thực hiện phương án thì sẽ có những cái giải pháp liên quan đến kỹ thuật về cây cao su. Cũng sẽ hướng đến là cũng tăng năng suất và cũng tiết giảm chi phí. Điều đó thì cũng công ty cũng có những cái giải pháp mà chúng ta hướng đến. Tổng công ty đã chọn hơn 8.000 hectare cao su ở các nông trường An Lộc, Bình Lộc, Túc Trưng là những vùng có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để thực hiện đề án. Sau quá trình khảo sát, đánh giá về chuyên môn của đơn vị tư vấn, Tổng công ty đã tổ chức tham vấn, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị nông trường để hoàn chỉnh đề án. Đặc biệt, Tổng công ty và đơn vị tư vấn đã lắng nghe ý kiến từ các xã, phường, thị trấn, các ngành chuyên môn của thành phố Long Khánh, nơi cao su đứng chân và được phản ánh, trao đổi những vấn đề như việc xử lý rác thải đổ trộm trong lô cao su, nước mưa từ các lô cao su chảy ra khu dân cư, việc vận chuyển mủ cao su qua khu dân cư, ảnh hưởng của việc phun các loại thuốc trị bệnh cao su đối với môi trường, v.v. Chúng tôi sẽ tư vấn cho tổng công ty làm sao để mà đưa ra những cái giải pháp hài hòa được. Thế và một cái nguyên tắc chung nhất ở đây trong cái việc mà xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững ấy, là chúng tôi tuân thủ tuyệt đối theo cái nguyên tắc là có sự tham gia. Có sự tham gia có nghĩa rằng thì khi chúng tôi xây dựng phương án thì đều phải trưng cầu ý kiến của các bên liên quan để hài hòa các cái ý kiến đó. Cái thứ hai nữa trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đều có sự tham vấn để lập kế hoạch thực hiện, tham vấn trong quá trình mà thực hiện kế hoạch có vấn đề gì hay không, chúng tôi đều phải tham vấn và giải quyết trên cơ sở là ba yếu tố: đảm bảo hiệu quả kinh tế, hạn chế tác động môi trường và hạn chế tác động với xã hội cũng như là môi trường sinh thái khác. Tổng công ty Cao su Đồng Nai đang đề ra lộ trình phát triển bền vững hiệu quả trong giai đoạn 5 năm, 10 năm tới theo hướng xanh, năng suất cao và bền vững. Việc thực hiện đề án quản lý rừng bền vững không chỉ giúp tổng công ty nâng cao giá trị sản phẩm, mà qua đó còn hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gắn với bảo vệ môi trường, mà còn nâng cao đời sống công nhân cao su cũng như người dân trên những vùng đất cao su.
cũng liên quan tới việc bảo vệ đất đai, tài sản cao su. Tòa án Nhân dân huyện Long Thành vừa tổ chức xét xử lưu động đối tượng trộm cắp mũ cao su. Theo cáo trạng, đối tượng Trần Thanh Đức, sinh năm 1985, ngụ xã Bầu Cạn, đã có 2 lần trộm cắp mũ cao su của nông trường Thái Hiệp Thành trong tháng 4 năm 2020, một lần 10kg và một lần 60kg. Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Đức 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau hai đợt dịch COVID-19, gỗ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rất lớn. Đồng Nai là nơi có ngành gỗ phát triển nhất nhì cả nước, nhưng đến nay hoạt động của doanh nghiệp ngành này còn rất ảm đạm do các nước xuất khẩu nguyên liệu, nhập hàng hóa còn đang phải gồng mình chống dịch. Việc thông thương rất hạn chế. Là doanh nghiệp cung cấp gỗ nhập khẩu có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu, Tavico đang nỗ lực liên kết với các nhà phân phối, nhà sản xuất để giữ vững thị trường xuất khẩu và đặc biệt là kích cầu thị trường nội địa. Ứng dụng của Tavico Home nó cũng không khác gì hết. Đó là người ta gọi là một cái siêu ứng dụng, nhưng mà nó là đa dịch vụ. Siêu ứng dụng thì nó có nhiều ứng dụng nhỏ khác nhau ở trong một cái ứng dụng lớn và nó cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Thì những cái ứng dụng như vậy thì nó là một cái sử dụng về vấn đề sử dụng cho từ đại lý đến nhà sản xuất, đến người tiêu dùng thì nó rất là dễ dàng, không có khó khăn, không cần phải tổ chức những cái lớp đào tạo huấn luyện mà để sử dụng được các ứng dụng đó. Để tiếp cận nhanh hơn với khách hàng và đối tác, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả hai bên, Tavico đã xây dựng và hoàn thiện ứng dụng Tavico Home trên thiết bị di động, máy tính, trên nền tảng Android và iOS. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng Tavico Home về điện thoại, máy tính hoặc truy cập vào trang web Tavico là có thể đặt được lệnh mua hàng, chọn sản phẩm trực tuyến và tương tác với nhân viên Tavico dễ dàng. Trước hết là chúng tôi để nâng cấp chuyển đổi số cho 60 gian hàng ở đây. Ngoài ra, hàng tháng chúng tôi sẽ tổ chức những cái sự kiện cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. Chúng tôi sẽ kết nối với những hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai, kết nối với những hiệp hội ở tại tỉnh Đồng Nai, cũng như kết nối với những cái nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh ở Đồng Nai. Chúng tôi tổ chức và mời họ tham gia với chúng tôi để bán những cái buổi hàng cuối tuần đại hạ giá, để mình mong là mang lại nhiều khách hàng tới để tham quan cái khu vực chợ đầu mối đồ gỗ nội thất Tavico Hồ Nai này. Thì đó là những cái bước tiến mà chúng tôi sẽ làm ngay từ tháng 10 cho đến tháng 12 cuối năm nay. Tavico được xem là nhà phân phối gỗ nhập khẩu hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện có diện tích kho bãi gần 60 hectare và đã liên kết với 60 doanh nghiệp khác trong nước để hình thành trung tâm phân phối, cung cấp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới gỗ. Việc đưa vào khai thác ứng dụng Tavico Home cũng là một nỗ lực nhằm góp phần kích cầu thị trường, đưa ngành gỗ từng bước vượt qua ảnh hưởng dịch COVID-19 để tăng trưởng trở lại. Quý vị và các bạn vừa đến với chuyên đề Trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này.